Trước việc 4 tàu cá của ngư dân ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch bị cháy khi đang neo đậu tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 12 triệu đồng cho các ngư dân. Trong đó, tàu cá của ngư dân Lê Trung thiệt hại 1,5 tỷ đồng và tàu cá của ông Hoàng Trung thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đang có kế hoạch hỗ trợ các chủ tàu có nguyện vọng đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ.